Vâng, Tuấn David xin chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuấn sẽ làm một cái video chia sẻ anh em cái cách mà đưa cái tín hiệu Wi-Fi của cái con Mister Vinegar XR12 16 18 MIDAS MR12 MR18 cộng vào cái router của nhà mình. Thì chúng ta mở cái bây giờ như đây. Mình muốn kết nối trên vừa Mister điều chỉnh Mister mà vừa có internet ở trên cùng một chiếc laptop. Thì bình thông thường là chúng ta có hai kiểu. Một là chúng ta kết nối cái wifi để với cái mixer và cái cổng internet chúng ta kết nối với cái mixer đây, cổng internet là chúng ta kết nối với cái mixer và wifi chúng ta kết nối với mạng nhà mình, ví dụ vậy. Hoặc ngược lại, cái laptop có cổng này thì chúng ta cắm cái từ cái router vào cái cổng này của laptop và bật cái nắp này xong wifi chúng ta kết nối với cái wifi tại đây, tại cái laptop này đây. Thì đây mình làm theo cái kiểu là kết nối wifi với mạng internet nhà mình. Mạng internet nhà mình. Đây mình chọn cái này cho nó đúng đi, cái TP Link đây. Đây, mình kết nối wifi với internet nhà mình. Rồi. Cái cổng mạng còn lại mình gạt hết bên trái để mình cắm dây vào laptop. Laptop đây. Thì bình thường thì nó đây nó chưa có kết nối, mình xem ở này khi nào nó có cái biểu hiện cái biểu tượng cái dây chỗ đây. Thì chúng ta sẽ cắm vào. Cắm dây vào laptop đó, thì cái cáp vào nó như thế này và đồng thời nó có mixer ngay đây, chúng ta kết nối vào mixer. Thì cái thẻ setup này á thì bình thường nó connect này mình đưa sang cái thẻ WLAN này này. Cái mạng internet chúng ta phải biết cái internet của nhà mình đây nó là cấu hình theo bảo mật cái kiểu gì. Open tức là không mật khẩu thì chúng ta để đây open không mật khẩu, mà nó cấu hình theo kiểu web thì chúng ta chọn web. À, cấu hình theo kiểu WPA thì chúng ta để WPA, mà WPA2 thì chúng ta để WPA2. Ở đây của router nhà mình á thì mình phát wifi theo cái kiểu WPA2. Thì đây là mình để cái tên wifi, mình xem đây tên wifi của mình nó có hai băng tầng, băng tầng 5. Yêu cầu của chúng ta là cái mixer nó chỉ có phát ra được băng tầng 2.4 thôi, nên thành cái router của mình hãy đưa nó vào cái switch nào, switch là tức là cái tên phát wifi nào mà 2.4. Đây như cái wifi của nhà mình nè, nó tới hai băng tầng nè, một cái 2.4 nè, một cái 5 gig nè. Mình đưa nó vào cái 2.4 xong rồi mình bắt wifi trên laptop đó là cái 2.4 hoặc là cái 5 gig thì đều được, nhưng mà mình đưa nó vào cái 5 gig thì không được tại vì cái sóng nó không có trùng. Rồi chúng ta đưa vào bằng cách chúng ta xem lại cái tên wifi của nhà mình hoặc là cái wifi mình cái nơi mình chơi đó, TP-Link 533E3E, thì chúng ta nhập vào đây là TP-Link dưới 533 E3E đúng không? Chúng ta xem lại TP-Link 533 E3E. Rồi dưới này mình nhập mật khẩu cho nó. Mật khẩu thì mình buộc phải nhớ. Cái này thì mình thích mình show lên, không thích thì thôi. Show tức là nó hiển thị cái ký tự mật khẩu. Rồi sau đó chúng ta để nguyên cái DHCP nha. Nếu bên static thì chúng ta chuyển lại DHCP. Nó phù hợp với cái router của mình. Router của mình thường thường mình dùng DHCP. Rồi mình apply. Apply cái này. Đó. Rồi sau đó chúng ta trở lại. Chúng ta ngắt kết nối cái cáp line này đi. Cái cáp line internet đó, ngắt đi. Thì nó sẽ mất trên cái laptop, nó sẽ mất cái này. Và trên mixer một lát nó cũng sẽ mất luôn. Mất kết nối luôn. Rồi mất kết nối. Rồi thì bây giờ chúng ta làm sao để nó có cái wifi ở trong chung cái wifi internet nhà mình. Thì mình lại cái chỗ cái mixer á, mình gạt cái nắp này qua nắp giữa. Lúc nãy mình gạt sang bên trái để mình dùng internet, mà gạt ở bên phải thì dùng cái SMBone tức là cái wifi của mixer. Bây giờ mình gạt sang giữa, nó sẽ trộn cái wifi vào cái mixer của nhà mình. Đấy, mình gạt sang nắp giữa nghe. Rồi, đợi một lát thôi là tự động cái mixer nó sẽ đẩy cái tín hiệu wifi của nó trộn vào cái bộ router của nhà mình. Và nó sẽ có, đó, nó sẽ có. Chúng ta sẽ connect tiếp. Nhưng mà nó chậm hơn, tại vì tín hiệu nó truyền qua đường dẫn wifi thì nó chậm hơn, mình dùng cái cáp trực tiếp. Đó, anh em xem đó, bây giờ là trên cái kiểm tra cái mạng này nó chỉ có một cái connect wifi này thôi. Đó, mình vừa làm internet được,
có internet, có mạng wifi đó, và đồng thời điều chỉnh được cái mixer trên cùng một cái wifi luôn. Đấy. Wifi thì mình hai bên tầng, anh em lưu ý cái wifi nào hai bên tầng á thì mình nên đưa nó cấu hình đưa nó vào cái tầng 2.4 nha. Cái 5G thì nó nhận được, mình đưa nó vào hai bên tầng 5 2.4, rồi sau đó mình kết nối máy tính mình với cái bên tầng 5G ở trên cùng một chiếc router này thì được. Router của mình có hai bên tầng này. Đó, thì mình làm như thế thì được. Nhưng mà mình nếu mình đưa thẳng nó vào cái bên tầng 5 500 5G á, 5G á là không được à. Mình phải đưa vòng như thế. Đấy, mình vừa test wifi nè. Vừa test wifi vừa điều khiển được mixer nó rất là tiện lợi. Mixer vẫn còn đây. Wifi chạy đây. Trên cùng một thiết bị tương tự như vậy, trên điện thoại cũng vậy. Anh em lấy cái điện thoại connect vào cái wifi của nhà mình, và mình vừa có Zalo, Facebook, có YouTube mà vẫn chỉnh được cái mixer của mình. Đó, cái video mình chia sẻ ngắn đến đây thôi. Thì thân chúc anh em sức khỏe, chúc anh em nhiều show. Anh em nào có điều kiện thì có nhu cầu gì thì mua hàng ủng hộ bên website âm thanh giá rẻ của em nha. Anh em làm ơn đăng ký giùm cái kênh YouTube. Anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký bên góc phải bên dưới đó, và bật cái chuông lên. Để khi Tuấn có cái video gì mới về chia sẻ kinh nghiệm cũng như về giới thiệu sản phẩm thì anh em sẽ là một trong những người đầu tiên được xem cái video và ủng hộ mình. Mình chân thành cảm ơn. Một lần nữa xin chào thân ái và hẹn gặp lại anh em ở những cái video về sau. Bye bye.